23 series siêu nhân địa quay. Anh em ơi, thôi giờ đi anh em. Ơi, tôi bay. Ủa thằng nào đang làm gì với thằng Shibi vậy? Ủa mới làm quen không mà Shibi. Giữ cái gà cứu nó đi, lấy gặp tôi phải như sao? Hình như thằng này rất là mạnh. Thằng đó mà mất kích dán chịu. Thằng Shibi sắp ơi. Mình nói gì? Nó mất kết dán chịu của thằng Shibi sắp còn mạnh. Còn ngắm rồi. Tao chưa nói là khi mất kết tất cả dáng chuột của tên Shibi của thằng Shibi Shubo thì những cái gì đó tao cũng không biết. Trời ra đúng tôi có chân thằng nói Shibi Shubo mày bị gì vậy ta không phải chứ mày là ai? Ta là Bino. Ngươi là nhân cách thứ mấy của ngươi là cái gì? Ta nhân cách thứ hai của tên Spicebo sau khi ngươi làm ơn anh em tất cả những cái đáng cho khi và ta cuối cùng sau khi thì ra là nhân cách thứ hai của tuần sẽ bị sơ bộ vậy sao đây hai đứa bay cơ về chạy đi mày rất yếu trời ơi chờ vô đi thằng nhóc tao quá mạnh rồi. Tình cư tên kia ngươi nằm dưới dạ bây giờ mày làm được giờ không làm được bầm 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 tập bí mọi người đi thôi đường thế nào đâu rồi kêu rồi ta sẽ nhau gặp lại ha. Mọi người có sao không? Cơ bây giờ đứng ngốc chúng ta phải làm gì? Làm gì? Tao cũng không muốn nữa đâu. Thôi dù gì sức mạnh nó quá to lớn hơn chúng ta nghĩ, chúng ta phải làm vậy thôi nè. Kết hợp nghi kết bum 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 cuối cùng ta sẽ là cà phê kết hợp với kiểu khô hàng ta sẽ nằm trong một hồi đau
Mày từ nào rồi? Cô ngờ nhà nhà ừ. Sức mạnh lâu quá mà. Ok mày. Không có ai hả? À, mày nhìn dáng gì? Mày nhìn cũng yếu vậy. Đúng rồi đó, nó có rất là nhiều nhân cách mà đến nỗi nhân cách cuối cùng của hắn ta to hơn mày ở nhầm, nó chưa có vụ nó chưa kết thúc sức mạnh đâu, nó chỉ nó nhân cách mà hồi nãy tao nói, nhân cách mà cuối cùng á, nó vẫn chưa là cuối cùng đâu, hiện tại nó chưa bộc ra rồi, nếu nó bộc ra thì ngay giờ mày cũng không cục sáng rồi. Không biết sao nữa. Hey. Hả? Ủa tụi bay sao rồi? Hắn ta quá mạnh. À đúng rồi, tao có một người bạn. Ủa mày mày cũng bị hết kia. Mày không nhớ đứa bạn của ta thằng nào tao quên rồi. Thằng bộ dạng đó tao quên tên mẹ đó rồi. Thằng đó tao cũng quen đó, nhưng nó hơi ác một chút xíu rồi, nhưng nó cũng sẽ bộc lộ ra một cái nhân cách mới. Ui cái thằng nào đi cái thằng nào cần phải lắm tiền rồi. Má ơi giật cả mình. Ui mẹ á, định hỏi ngài cho tao một hướng xét một chút xíu. Đâu có đâu, xét tao. Ôi trời, đừng có sao, đừng có sao. Tao quá mạnh, tao quá nhiều cách quá rồi. Nó ngại. À nó là bạn của tao á. Tại vì tao nhớ là tao cứ thường xuyên tao có ép bằng lúc mà tao nó đánh bầm dặn kiếm tao này. Đến lúc thì tao không ra tay được, nên tao ô nó và tao kết bạn với nó.
Tao cũng định kêu mày kết hợp với thằng một trang kia. Đợi giúp tao đánh thằng kia. Đã đánh thằng Shibi Subo. Ủa mày cũng quen đó. Mà tao đang cần giết nó, tại vì nó đã bị thằng nào mất hết. Lúc này tao cũng cần nè. Thôi hẹn kiếp sau nha bạn. Ây da, trời ơi, mày đánh gãy tay tao thôi. Tao cũng mất dạy đâu. Ngỡ ngàng thôi. Ây da. Thôi đúng rồi. Ây, giờ không có xin xếp bồ đây. Chúng ta cũng khởi kết hợp. Thôi, tao hiểu câu nói của thằng sang con trần rồi. Cái đó thì chưa đăng cái kênh đâu. Tao cũng sẽ ráng này thôi. Kết hợp liên kết. Ở cái gì mà liên kết gì kết hợp như vậy, chỉ là kết hợp hình dạng này không ạ. Kết hợp. Ủa sao giọng có vị nó đổi rồi, tao biến lại hình bình thường rồi cho nội. Mày dám kêu nào? Tao cho mày không hiểu. Nhưng cách này, nhưng cách nọ có thể ra và giết luôn tất cả mọi người không? Nhưng tôi cầu mong là mọi người thắng nhé. Còn nếu mà muốn coi tập 23 thì chú hộ tôi cũng sẽ đăng ở trên kem CD nè, hãy vào kem CD nè và coi nhé. Ủa mọi người coi bắt mối hiểm với quản tâm thôi, và nhớ nhấn ngay xem subscribe cho kênh này ngay nhé. Và những cách tiếp theo nó, nhưng cách mà cuối cùng kêu rồi nói tôi sẽ tiết ngộ ngay bây giờ. Đúng nó đây nè anh em ạ. Ui, nó cực kỳ to ngay mà tôi chưa cho thấy cái mặt nữa anh em ạ. Tôi sẽ đo cho anh em thấy. Kêu vô nói không sai, đúng ra nữa cầm con cướp ghi gì còn bình thường nha anh em ạ. Còn cầm con này á, nó cầm bằng tay tôi luôn anh em ạ. Ôi như rớt đầu ơi, rớt đầu ở đâu vậy? Đây. Nhưng tôi cũng sẽ tiết ngộ một cái nè. Những cách mà Kyogo nói, nó sẽ có một cái tay ở trên đầu nó. Anh em đã đoán được chưa? Đây là những cách đồ lợi rất là mạnh. Đây, đang học khuôn mặt của nó. Nếu gắn vào thì cũng có thể là bằng thằng Kyogo. Anh em thằng cướp ghi hoặc là thằng gì đó, tôi quên. Anh em mình tôi quên rồi anh em à. Bằng thằng cướp ghi đúng rồi. Giờ gì khó kỳ quá. Không nhớ. Giờ ở trên đây một đống đầu nè. Đầu cho ngầm đánh với thằng này nè. Mà tôi chưa quay thôi. Cái đó ngầm sẵn. Đấy thấy chưa. Này.
Thấy gì chưa anh em? Nó không bằng nha. À, nó bằng nha anh em. Và video đây đã kết thúc rồi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Và những cách nó sẽ xuất hiện. Ờ, nó đâu rồi? Cũng tiếc mở qua luôn chứ làm gì nữa. Và đây là sức mạnh của Hucky đây. Đấy, anh em đã thấy sức mạnh mới của Hucky sau khi mình kết hợp với một người nào đó. Và các bạn nhớ subscribe kênh ra nhiều video. Và hiện tại thì cũng rất là dài rồi, 13 ngày trước mình chưa ra video rồi, do học nè, do mà do mình học nhiều quá. Hình như cái đầu như nó là ở trên anh em ạ. Đây không phải gì không phải. Ủa rồi cái đầu nó ở đâu chạy. Bye bye anh em ạ. Bye bye. Tôi tìm sau.